Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em thân mến, đầu clip thì tôi xin được thông báo là bắt đầu kể từ cái clip ngày hôm qua nhá, thì là tôi sẽ quay trở lại với cả cái chuỗi series ra video của tôi là làm content theo yêu cầu. Đấy, rất nhiều anh em yêu cầu và tôi vẫn chưa thực hiện được. Chính vì thế tôi tiếp tục cái chuỗi ngày coi như là thực hiện những cái yêu cầu của anh em. Đấy, mong rằng là anh em sẽ vẫn coi như là chú ý theo dõi những clip của tôi. Biết đâu đấy lại cái clip tiếp theo tôi lại thực hiện cái yêu cầu của anh em nhá. Và nếu mà anh em mà được thực hiện thì anh em sẽ là cái người rất là may mắn đấy. 10 người yêu cầu chỉ chọn ra một người để làm clip. Đấy, thế là rất là may mắn đấy anh em nhá. Tỷ lệ không khác gì tỷ lệ coi như là đi thi đại học đâu. Tỷ lệ chọi rất là cao. Rồi. Đầu game thì ra hai con Heaven Bomber này mà lên được 2 sao thì rất là ok này. Con này mà lên được 2 sao mà có đồ có thể đánh được chuỗi thắng luôn. Đấy, không phải eco. Chuyện hôm nay chắc là cũng chơi gót thôi, nên là sẽ lấy những cái đồ bắn trưởng đầu game anh em nhá. Tôi rất là thích chơi hệ bắn trưởng. Và thực ra ấy, là những cái yêu cầu anh em ấy mà nó liên quan đến những cái bộ bắn trưởng ấy, tôi vẫn là coi như là có một chút gì để tôi ưu tiên hơn. Bởi vì nó thuộc về cái thông thạo của tôi. Nó dễ chơi, nó dễ làm clip. Đấy, để ra được những cái gọi là siêu phẩm thì nó cần phải có cái độ thông thạo nhất định ở trong mỗi một trận đấu. Thì thường là tôi vẫn thích là chơi những cái hệ bắn trưởng nó mãn nhãn hơn. Đấy, bùm 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 cái là có thể là úi dồi ôi, lừa rồi anh em ơi. Câu gấu vậy. Round vừa rồi thì lại không ra một cái con gì cả. Đấy, đồ này thì chưa có ma lăng. Hơi lừa một chút. Khả năng là không đánh được chuỗi thắng rồi. Nhìn như này biết là nếu mà xác định là cầm một cái con gấu vào vứt vào trong như này là mất một slot rồi thì đánh khó lắm. Đấy thì câu gấu vậy. Chơi câu gấu gọi là bổ củi giữ máu. Mà rất có thể ở trận đấu này nó sẽ phải eco đấy. Đồ này không chơi được rồi. Nhưng mà cứ từ từ đã. Chúng ta lốt cái rau quái cuối này xem là cái rau quái cuối nó có cái món đồ gì ngon nghẻ không. Để đánh được chuỗi thắng không. Búa sét cũng ok, nhưng mà búa sét thì lại không chơi gót được. Úi dồi ôi. Có ma lăng luôn anh em ạ, thế tức là chơi bắn trưởng rồi đấy. Rồi. Thôi rồi, chơi gì thì cứ từ từ đã. Bây giờ vứt tạm ba con goblin. À chưa được. Không được. Nếu mà vứt ba goblin vào ấy thì chúng ta cũng không có công nghệ bách. Từ từ đã anh em. Dễ bài lừa lắm. Goblin đầu game này dễ bài lừa lắm anh em ạ. Cứ từ từ đã anh em. Chưa 2 sao chưa ghép đồ vội anh em nhá. Chưa 2 sao chưa ghép đồ vội. Đồ cứ để đấy. Từ từ. Từ tốn từ tính. Rồi. Rồi nói chung ấy là round này là thắng rồi đấy. Round sau hy vọng là lên được con Heaven Bomber lên 2 sao. Sau đó thì là ghép xung kích. Đánh chỗ thắng luôn. Đấy, còn mà không lên thì từ từ nhá. Ui rồi ôi anh em nhìn này. Thôi xong rồi. Bài ra linh tinh quá anh em ạ. Bài ra linh tinh quá. Chơi gì đây. Không, cái bọn này một sao thì không đánh được đâu. Không đánh được đâu anh em. Thôi. Đánh từ tốn thôi. Nó chỉ cần giữ cái đội hình này khoảng 1-2 round nữa thôi là chúng ta sẽ phải eco. Chắc chắn đấy. Yếu anh em ạ. Đội hình này mà nó không lên được 2 sao thì nó yếu lắm. Đấy. Round 5, round 6 rồi. Đây nó kẹp sát thủ vào rồi. Round này là thua rồi này. Round này bắt đầu thua rồi. Hay là eco luôn nhỉ. Bây giờ mà lên Heaven Bomber lên được 2 sao ấy thì đánh chuỗi thắng thì cũng được. Có xung kích. Kẹp mết vào đánh được. Rồi thôi kệ đi. Tí nữa nó như thế nào thì tính sau. Ui, nào sau mà nó lổ ra cái con gấu assassin hay con gấu mết thì thôi, ui dồi. Ra gấu đấy, ra gấu đấy. Ra gấu, ui, không ra. Thôi eco vậy anh em. Eco nha anh em nhá. Yếu rồi, tầm này Goblin lừa, lóc mất một round anh em ạ. Đèn thế nhở. Thôi. Bỏ bài ra nhá anh em nhá. Rồi. Thôi, eco luôn, lấy cái chuỗi thua. Mà nếu mà có đứa phá thì kệ thôi. Bởi vì là tôi sẽ không bỏ bài ở đâu. Tôi cứ để cái này thôi. Tôi để cái này tôi câu gấu anh em ạ.
Tôi chỉ cần là bỏ bài ra cho nó đỡ mất nhiều máu thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi cũng giữ được cái lượng tiền của tôi nó ổn định. Rồi, ok. Nói chung là dòng đời xô đẩy như nào tính sau anh em ạ. Nhiều khi ấy, mình không tính trước ở đâu. Như trận hôm qua đấy. Hôm qua cũng làm theo yêu cầu của anh em là chơi cái bộ God Warlock kết hợp với cả Lava Shaman đấy, anh em thấy không? Đến round thứ 36 mới lên được cái con Lava Shaman lên 3 sao. Đấy, trước round 20 là Lava Shaman là chưa lên 2 sao. Thế anh em biết là nó khó đến cái mức độ nào. Đấy, làm theo yêu cầu là rất khó nha anh em nhé, không dễ đâu. Nhiều khi là mình làm nhưng mà nó không ra bài. Đấy, nhưng mà thôi, cái câu chuyện đấy thì tính sau đi. Còn bây giờ, như thường lệ thì đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Xin được cảm ơn anh em Tú Bùi, anh em Bùi Quân Thạch, anh em Phạm Minh Đức, anh em Vũ Đức Long, bạn Lê Minh Trang, bạn Bùi Xuân Luân đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn đã đóng góp một phần thu nhập của các bạn để ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Trần Tuấn Tú, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Tú Bùi, anh em Hùng Mạnh, anh em Quý Phạm, anh em Minh Nguyễn, anh em Ryan Lucas, anh em Phạm Dương, anh em Người Tối Cổ, lại là một anh em nữa cũng tên là Nguyễn Minh, anh em 20 Châu và anh em Phương Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Dương Nguyễn. Anh em Dương Nguyễn có yêu cầu tôi làm tiếp series co là 1 tiền 3 sao giống trận con ách. Đấy, và anh em Duy Trần cũng có yêu cầu tôi làm một con sao breaker 1 tiền cánh tim. Đây là hai yêu cầu trùng nhau, chính vì thế tôi gộp vào tôi trả cho một video anh em nhé. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ làm cái video là cái con co là con sao breaker và ở trong cái bộ God. Ok, một trong những cái video tôi nghĩ là sẽ rất là hấp dẫn trong ngày hôm nay, bởi vì đây là một cái con sát thủ nhưng mà lại chơi hệ bắn trưởng. Đấy, chúng ta chơi sát thủ nhưng mà chơi hệ bắn trưởng thì nó sẽ như nào, nó có mạnh không, thì tất cả nó sẽ có trong ngày hôm nay anh em nhé. Tôi nghĩ là đây là nó cũng là một cái yêu cầu khá là khó. Chính vì thế là hôm nay tôi sẽ đánh lắn lót nhất có thể. Và bởi vì là bài nó chưa ra đầu game và không đánh được chuỗi thắng nên tôi quyết định eco để giữ cái lượng tiền đủ để có thể roll được ra cái con sao breaker lên 3 sao sớm anh em nhá. Và đây là một cái con tướng co là 1 đô. Với một cái con tướng co là 1 đô. Và để đưa được mấy cái con 1 đô lên 3 sao thì chúng ta sẽ roll ở level thấp anh em nhá. Sẽ roll ở level rất thấp. Chúng ta sẽ roll ở level 6. Thậm chí là có thể là sẽ roll ở level 5. Đấy. Cái thứ nhất là làm gì là để có thể là tăng cái tỷ lệ mà roll ra là cái con tướng 1 tiền. Đấy là cái điều quan trọng nhất, là cái con sao breaker nó phải lên được 3 sao. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ roll sớm để chúng ta có một cái hàng 2 sao hoặc là 3 sao sớm để chúng ta giữ máu. Đấy, chúng ta có ít quân cờ trên bàn cờ, chúng ta cần phải cái chất tướng nó phải to thì chúng ta mới có thể giữ máu được tốt. Đấy là chưa kể là chúng ta sẽ đánh eco. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta roll bài mà ở level thấp ấy, nó sẽ rất nguy hiểm đấy nhá. Đấy, nó rất là nguy hiểm đấy. Đây nó là con dao hai lưỡi. Đấy, nếu mà chúng ta lên được 3 sao thì chúng ta có thể giữ máu được. Còn nếu mà chúng ta không lên được ấy, thì chúng ta sẽ đánh ở trên bàn cờ nó sẽ có chỉ có 5 con tướng 2 sao thôi. Thì nó sẽ là cả vấn đề. Đấy, trong cái giai đoạn mà giữa game thì nó có rất nhiều cái thứ mà chúng ta phải giữ máu. Đấy, mà chúng ta không giữ được máu thì là chúng ta sẽ rất là dễ chết. Trong khi đầu game chúng ta đã đốt máu rồi, chúng ta kiếm tiền rồi. Như này thì chúng ta sẽ mất 1 đồng. Ở level 5 thì như này cũng sẽ đép được thôi. Tôi nghĩ là sẽ đép được thôi. Chưa gì đã có cái thằng người Nhật Bản hay Trung Quốc gì nó sang soi rồi kìa. Ồ, hay là fan của Tuấn Cơm nhỉ? Hay là fan của tôi ở bên Nhật Bản nhỉ? Tôi nhiều fan ở nước ngoài lắm. Có cái những cái trận mà tôi chơi, tôi vào trong game tôi gặp những cái ông Nhật Bản, ông Philippines ông chào tôi mà. Ông chào tôi nói bằng tiếng Anh nhá, không phải là người Việt là cờ Nhật đâu, hay là tên Nhật là người Việt đâu, mà đúng là người nước ngoài ấy. Chào tôi xong bảo là tao cũng xem kênh mày đấy. Là một fan hâm mộ. Rất là vui khi mà không chỉ có ở Việt Nam mà có rất nhiều các cái bạn nước ngoài cũng xem tôi. Đấy, mà nhớ đến tôi, vào trong game nhìn thấy tên Tuấn Cơm một cái là ok, người quen đây rồi. Đấy, ngoài ra nhá, lại còn một cái vui nữa.
Đấy chính là cái cộng đồng mà yêu mến tôi ấy, nó càng ngày nó càng đông. Đấy anh em nhiều khi là gặp nhau ở trong game ấy, nhưng mà nhận ra đấy là cái bài này, cái bài này hay là cái cách chơi này nó giống với cả một cái người mà đã ra clip để hướng dẫn cho anh em, đấy chính là tôi. Đấy thế là nhiều người nhận ra, nó chào nhau ở trong game, gọi nhau ở trong game rất là thân thương, giống như là những cái đồng môn. Đấy rất là vui. Có nhiều anh em coi như chia sẻ thế mà. Tôi phải nói thật là ở trong cái diễn đàn các thứ bây giờ cũng nhiều người là déo tên tôi lắm. Đấy nhưng mà tôi cũng chỉ là đọc những cái bài post đấy, hay là tôi đọc những cái comment đấy, tôi cũng chỉ là gọi là thầm với là cười thôi. Thầm cười là niềm vui là được nhân lên, nhưng mà dần dần là mọi người là công nhận tôi, công nhận nhận những cái mà tôi cống hiến cho cái bộ môn này, cũng như là cống hiến cho mọi người. Đấy, những cái gì mà tôi làm được mọi người công nhận, đấy là cái niềm vui của tôi nhá anh em nhá. Bài này là như này, là nói chung là cái con Swordman nó lên 2 sao là chơi được rồi đấy anh em ạ. Thôi bỏ bài vào thôi, bỏ bài vào giữ máu thôi, bài này chơi được rồi. Nhìn như thế thôi nhưng mà nó lại khỏe đấy, nó không yếu đâu. Đấy mà meta này thì là gì, tôi có chia sẻ mấy cái video trước rồi, ít nhất là 3 video rồi, thì anh em cũng biết meta này nó là Hyperion ở level thấp anh em nhá. Tức là anh em chỉ cần ở level thấp, anh em có những cái con 3 sao thôi là nó đã đủ cân được cái meta này rồi nhá. Những cái đội hình cân meta thì anh em cứ nắm rõ những cái đội hình mà nó chơi mạnh ở những cái trận đấu mà chúng ta chơi bằng phong cách Hyperion ấy. Đấy là nó sẽ mạnh. Đấy. Thì cứ Hyperion thôi là nó sẽ mạnh thôi. Những cái đội hình mà nó mạnh ở level thấp cần những cái con tướng 3 sao thì nó sẽ mạnh ở trong meta này nhá anh em nhá. Đấy nên là yên tâm đi, là nếu mà chúng ta chơi bất cứ một cái đội hình nào mà chơi bằng Hyperion ấy thì không bao giờ là yếu ở trong meta này cả. Và hôm nay thì tôi cũng chơi theo cái kiểu là Hyperion với cái đội hình God. Đấy. Và tôi nghĩ là nó cũng sẽ không yếu đâu. Đây này anh em này, thắng luôn. Thế là 50 tiền tròn. Ok. Rồi. Ui bây giờ mới ra gấu ạ. Cầu tiếp không nhỉ? Luôn đi. Luôn luôn anh em ạ. Đây rồi. Rồi. Cho vào thôi anh em. Bây giờ tôi không eco nữa nên là bán gấu thôi anh em ạ. Gấu nó chỉ để tôi câu, tôi kiếm tí tiền thôi mà. Đấy còn bây giờ chúng ta có bộ God ở đây rồi. Kẹp God vào 3 warrior 2 đỏ với cả God là tuyệt vời rồi anh em. Đấy còn đồ này thì có thể là lấy cái huyết trượng và một cái chén thánh nữa anh em nhá. Đấy, tôi không như những cái người khác là sẽ vứt gấu vào. Đây là như đây là ông này là ông câu, là ông muốn câu 4 con gấu này. Đấy nhưng mà tôi thì không. Cái con gấu tôi nói rồi là tôi không chơi gấu. Tôi không bao giờ tôi chơi gấu đâu mà. Tôi không bao giờ chơi gấu anh em ạ. Trừ khi là anh em yêu cầu thôi. Anh em yêu cầu tôi làm video về gấu tôi mới chơi. Tôi không chơi gấu anh em nhá. Tôi bán luôn. Đấy roll đây này anh em thấy không. Roll level thấp. Ra hết anh em ạ. Dễ lắm. Tôi roll luôn ở level 5 anh em thấy không? Ôi không có áp 6 lên nhá, luôn ở level 5 luôn. Anh em thấy cái trận người nước không? Cái trận người nước mà hôm trước tôi ra clip và tôi còn đứng ở level 6, tôi chơi đến tận round 30 ấy. Round 28 nhá anh em nhá, round 28 chính xác round 28 lên được người nước 3 mới up lên level 7. Đấy. Hôm nay cũng thế thôi, tôi sẽ luôn ở level 5 đến khi nào mà nó ra được cái con này 3 sao thì tôi mới up, còn không thì tôi cứ chơi ở 5 ở 6 thôi anh em ạ. Không vội. Cái lúc đấy thì Swordman lên được 3 sao này, Axe lên được 3 sao. Rồi cho luôn cái gì nhờ? Light, God of Light và con Lava Shaman cũng lên 3 sao nữa. Đấy. Yên tâm, đây này trận đấu này cũng có Goblin roll level thấp này. Rồi cứ roll đi, không phải ngại. Đây này còn mấy con Axe nữa thôi, 2 con Axe nữa. Đây rồi. Rồi cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không vội. Như này ăn được quái không nhỉ? Tôi nghĩ là như này vẫn ăn được quái, vẫn đủ sức để có thể ăn quái đấy. Tầm này thì thôi, tôi nghĩ là vẫn đủ sức ăn quái nên là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục để ở level 5 nha anh em nhá. Cho nó dễ anh em ạ. Up 6 một cái là tỷ lệ ra một tiền là nó giảm hẳn xuống luôn. Đấy, 1 tiền 2 tiền mà khi mà áp 6 là nó giảm luôn đấy. Nên là không nhá anh em nhá. Cứ để đây. Để đây mà luôn. Rồi.
Tôi nghĩ là đép được thôi. Đây là full là 4 con 2 sao cơ mà. Mà Celeji thì cũng mạnh chứ không yếu nhá anh em nhá. Celeji của chúng ta ở bây giờ nó đang có là kẹp 2 gót rồi, 2 đỏ, 3 warrior rồi. Đấy, rất khỏe. Không thể nào có chuyện là tong quái được. Chưa kể tôi cũng đã lấy Blink rồi. Đấy, bây giờ tôi vẫn còn đang có là 63 máu cơ nhá anh em nhá. Tức là một cái lượng máu khá nhiều ấy nhá. Tôi không giảm đến 50 máu đâu mà tôi vẫn để 63 máu đấy. Rất ok luôn. Rồi. Tạm thời thì ghép cái giáp này. Chưa có chèn thành anh em ạ. Hơi cay. Nhưng mà chúng ta có một cái nó gọi là huyết trượng ở đây. Chúng ta có thể ghép huyết trượng ở đây được. Ok. Đấy, còn cái gậy tà ác trượng một cái trượng phép ấy thì chúng ta sẽ ghép lốt cái gì nhỉ? Cái chén nhá anh em nhá. Đấy, cái chén là một cái món đồ rất quan trọng ở trong bộ gót mà phải có. Rồi, gót đỏ là phải có chén nhá anh em nhá. Chén thì nó cũng tương đương với cả cái giáp xoay đấy, nó sẽ là trấn phái đấy. Rồi, thôi để ra sau luôn. Ra này thì không kịp luôn, mới kịp chỉnh đồ thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao hết, kệ nó. Còn nhiều máu anh em thua cũng không sao, thua mất ít máu đâu. Đây này, chuyện này rất nhiều người chơi Goblin nhá. Đấy, ác ma có vẻ rất xanh đây, đang có chuỗi đây. Rất xanh. Chơi Goblin rất xanh luôn. Xanh đấy. Hơi đen nhờ anh em nhờ, gặp thằng này sớm quá. Gặp mà muộn thêm một chút nữa tôi có thể tôi cắt được cái chuỗi này đấy. Mà gặp hơi sớm, thôi không sao. Mình cũng xác định là mình cũng không thể up cấp sớm để mà cắt chuỗi được đâu. Đấy, roll là 3 sao thôi. Anh em nhá. Rồi, đấy từ tốn thôi. Roll tiếp. Đấy rồi. Từ tốn thôi anh em, đấy. Chúng ta bây giờ chúng ta đang ở level 6 và ở đây là bây giờ chúng ta đang rất ổn đấy nhá. Full 2 sao rồi anh em ạ, full 2 sao rồi. Swordman đang có cái cửa lên 3 sao rất sớm ở đây. Mà Swordman có khi còn lên 3 sao trước cả Sabreaker cơ anh em ạ. Con Sabreaker này tao thề mày là mày đừng có giống như là cái con Lava Shaman nhá. Lại giống như cái Lava Shaman ở cái trận trước đến ra 36 mới lên được 3 sao thì tao chịu luôn đấy. Có bao giờ thế không nhỉ? Thế thì làm văn mới thôi chứ còn chơi gì nữa đúng không anh em? Nó mà như thế thì thôi chắc là làm văn mới cho nhanh. Ăn được không? Không. Thua. À xoay một phát nữa là ăn này. Được không? Được không? Ừ được. Vẫn ăn, hay quá. Lại 50 tiền lại cho tiền thôi. Rồi luôn tiếp rồi. Rồi gót ở vua lùi luôn anh em ạ. Lùi luôn. Ách lên 3 sao đầu tiên rồi. Ui. Chết rồi, thiếu slot. Roll luôn anh em ơi. Ui ôi, roll tiếp. Đây rồi. Mày quá giải phóng được. Giải phóng được cái hàng chờ anh em ạ. Mày quá nhưng mà cũng hơi tụt tiền một chút. Nhưng mà không sao. Đấy, một con lên 3 sao anh em nhá. Rồi chúng ta còn ở đây là hai con Swordman nữa. Và chà, thế thì có tận 5 con Sabreaker nữa cơ à? Thế thì hơi lâu ấy nhỉ. Bây giờ round 20 ở đấy. Thường là round 21 là con này là nó phải lên 3 sao rồi. Bởi vì tôi dừng lại ở 5 tôi roll mà. Chứ tôi không dừng lại ở 6 hay ở 7 roll đâu. Đấy nên là nếu mà bây giờ mà lại còn lên 20 vẫn chưa lên được 3 sao thì là cũng hơi bị chậm đấy nhá. Co mà chưa lên được 3 sao thì là hơi đuối đấy. Nhưng mà hy vọng là máu không tụt quá thấp trước khi lên được 3 sao. Mà cái con sát thủ này nó cần phải cái gì là cần phải có con Grim nữa cơ anh em. Để combo quẹt mực kết hợp với cả phi tiêu. Chứ còn bây giờ đang lém đơn mục tiêu thì nó sẽ rất yếu. Đấy. Cái phi tiêu này thì nó còn không khỏe bằng cái tên lửa của con Heaven Bomber đâu. Heaven Bomber tên lửa còn 3 quả mỗi quả 150 dam. Ở level là 1 đấy. Còn level 3 là mỗi quả là 250 dam. Bắn ra là coi như là 700 dam rồi. 700 dam mà chưa tính đến cả huyết trượng cũng phải lên tới 1000 dam. Chết rồi. Đây rồi. Ui dồi, Swordman lên được 3 sao. Từ từ đã, lại từ tốn vậy. Bây giờ ổn rồi anh em ơi. Swordman lên được 3 sao rồi. Có hai con 3 sao ở đây rồi. Tuyệt vời anh em. Mạnh. Đấy, có Celeji God kết hợp với cả Warrior. Nó sẽ cánh được.
Không sao, vẫn có thể gánh được nha anh em nhá. Tầm này vẫn gánh được Hyperon mà. Tôi nói rồi, Hyperon ở cái meta này, những cái thằng đẩy cấp là những cái thằng nó sẽ rất yếu. Đẩy cấp lên nhưng mà toàn một sao thôi anh em. Đẩy cấp lên cao, thứ nhất là toàn một sao này. Thứ hai là gì? Là nó sẽ không ra được con 5 đô đâu. Nó không dễ ra như thế. Meta này không ra được 5 đô đâu anh em. Đừng có chơi đẩy cấp. Đấy, nhắc đi nhắc lại anh em, meta này chúng ta chỉ có thể là chơi Hyperon thôi. Đẩy cấp rồi xác định xuống hố. Nói thế cho nó nhanh. Đấy, trừ khi là thôi một ngày nào đấy đẹp trời chúng ta quá đỏ, chúng ta ra được đẩy một phát lên 8, ra được con Lancer hay là ra được Calong thì cái câu chuyện nó khác. Đấy mà tự nhiên lại ra được một quả trứng với con Calong nữa thì lên được 2 sao thế là thôi vô địch rồi. Thằng nào lên được 2 sao sớm thì chắc chắn là bá chủ nha anh em nhá. Đấy, cầm đầu thiên hạ. Nhưng mà không dễ thế anh em ạ. Tôi cứ chơi chắc, tôi không có chơi kiểu đỏ đen. Bởi vì thực ra anh em cũng biết là tôi đen vãi đái luôn. Tôi chơi như này mà tôi còn đen như này, anh em thấy không? 20 rồi. Còn một đô của tôi là vẫn chưa lên được 3 sao. Con co chưa lên được 3 sao, trong khi những cái con 2 đô đã lên 3 sao hết rồi. Đấy. Đáng lẽ ra này, cái con sao breaker ấy, nó phải đứng ở trong cái vị trí của cái con ách ấy. Đấy, thế nó đẹp luôn. Còn ách thì tôi lại không cần lên 3 sao. Tôi cần con sao breaker lên 3 sao, tôi up cấp thôi. Ui, lại trượng này. Áo choàng thế nào? Ui, được áo choàng. Xong rồi. Không có chiến thánh nữa, cũng toang nha anh em nhá. Bộ này mà không có chiến thánh thì toang lắm. Rồi, vẫn phải để dành cái chiến thánh. Rồi, cứ từ tốn anh em ạ, 50 tiền luôn thôi. Round 21 vẫn ở level 6. Trong khi là có người lên 9 rồi đấy. Tầm này là có người lên 9 rồi đấy anh em ạ. Round này là thường là nó sẽ là lên 9. Nhưng mà có vẻ như bây giờ mọi người vẫn thích là Hyperon. Đấy, cũng là thích Hyperon hơn. Nên là cũng ở 8 thôi. Ok. Clive nhiều quá nhờ. Clive, Goblin, Feather. Bây giờ lại có cái bọn Feather ấy nhá anh em nhá. Sát thủ thì meta nào cũng thấy chơi rồi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên lại có cái bọn Feather. Rất nhiều người chơi Feather luôn. Ờ. Đấy, một rank cao luôn nhá. Không phải rank thấp luôn nhá anh em nhá. Rank bây giờ là rank king, rank rook 9 là coi như là tương đương với cả rank queen rồi đấy. Thấy nhiều người chơi Feather lắm anh em ạ. Nào là 6 Feather cũng có nhá, và 9 Feather cũng có. Nhiều. Không hiểu là lại lý do làm sao mà tự nhiên bây giờ bộ Feather nó lại đi lên. À, đúng rồi. Đấy là cũng chính là vì là Hyperon đấy anh em. Bộ Feather cũng là một trong những cái bộ mà chúng ta chơi Hyperon nó rất mạnh. Kiếm được 3 sao dễ, rẻ tiền. Đấy, để đi đè đối thủ, đi đẩy đối thủ sớm. Đúng rồi, Feather là một trong những cái bộ mà chơi được như thế. Đấy, chính vì thế nó mạnh anh em. Có người chơi. Đấy, những cái bộ Hyperon là những cái bộ mà chúng ta sẽ được lựa chọn nhiều. Assassin này, Greater này, Clive, Co Live Blade Line. Có 2 tiền roll 3 sao, đúng không? Co là ngựa, 3 tiền roll 3 sao, rất mạnh. Ui, thằng này Hyperon này. Hyperon ra được con ấy ba này. Con gì nhỉ? Con Hyperon 3 sao này, nhưng mà tôi vẫn ăn được, tôi nghĩ là thế. Tôi nghĩ là thế. Đừng có thua nhá. Sợ thế, ra cả máy bay được à? Tức là full bộ. Ui giời, thế thằng này ấy rồi đấy. À không. Level 9 mới full bộ được. Bộ này nếu mà đủ thì phải level 9 mới đủ. Ui, vẫn chưa thấy con Sao Breaker đâu. Ui giời, còn hai con này. Rao 22 rồi bạn ơi, rao 25 mới lên được à? Quá chậm. Rao 25 là có thằng lên 10 rồi đấy. Tôi chắc chắn là cái thằng start kia là rao 25 là lên 10. Mà rao 25 tôi vẫn phải chơi ở level 6. Ảo thật sự luôn. Rao 25 tôi vẫn phải chơi ở level 6 anh em ạ. Cay thật. Lên đi mày, lên hộ tao cái. Tốn nhiều tiền roll quá. Đen quá anh em ơi. Trận này đen. Này đang đứng level 6 nhưng mà anh em nhìn tôi vẫn đang đứng thứ tư nhá. Đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, cái lượng số lượng máu ấy là vẫn ổn nhá. Nhìn máu là thấy là giữ máu tốt là ổn. Đấy. Nên là tôi đánh nó vẫn rất là ok chứ không phải đến nỗi mà quá vội đâu. Chơi này thôi nhưng mà vẫn là ok nhá anh em nhá. Còn một khi mà tôi lên được hết 3 sao thì cái câu chuyện nó khác lắm anh em. Lúc đấy thì có thể nó sẽ là 8 solo với 10 bình thường. Không vấn đề gì hết. Đấy, lên được 3 sao nó là chắc chắn là phải lên 3 sao anh em nhá. Đã xác định là ngồi luôn thế này là không được từ bỏ lên 3 sao. Chỉ cần coi như một phút yếu lòng thôi, chúng ta up cấp lên một phát là hết tiền, không lên được 3 sao là thôi ăn cứt luôn. Đấy, chắc chắn đã đóng hòm.
Nên là tôi đã chọn lên 3 sao là chơi là 3 sao, không nói nhiều. Kể cả là sắp chết thì cũng phải cố đưa lên co lên 3 sao. Đấy, anh em nhớ cái trận hôm qua không? Nó y hệt như thế thôi. Ờ, kinh nghiệm rồi. Bắt buộc phải lên 3 sao, co đã rồi làm gì làm. Xác định một là chết, hai là sống thì tôi chọn sống. Nha anh em nha, mà muốn sống là phải coi như là roll. Đấy, thế thôi. Chứ đừng có mà coi như là dại mà up cấp là dại lắm anh em. Đấy, đừng có sợ nhìn thấy đối thủ thằng nào cũng thấy lên level 10 hết rồi. Đấy, ra được cả Dark Spirit các thứ, ra được cả Lancer, ra được cả Kalon, không sợ. Tôi không sợ. Đấy, anh em thấy không? Tôi vẫn rất là tử tế đâu đây nhá, kể cả ra Kalon 2 sao nhá. Ra bom rồi nhá, ra cả máy bay 2 sao tôi kệ, tôi không sợ. Anh em ạ. Mình xác định mình chơi là gì? Thứ nhất là gì? Leo rank thì đừng bao giờ là hy vọng top 1. Không. Chúng ta cần là gì? Cần là top 2, top 3. Vào trong top là coi như là ngon rồi. Không cần top 1 anh em ạ. Leo rank là chúng ta chỉ cần vào trong top, tăng điểm là được, không bị trừ điểm là được nhá anh em nhá. Đây rồi anh em ơi, ui xôi ơi, tuyệt vời anh em ơi. Thế là xong, tôi không phải roll nữa rồi, bây giờ up cấp thôi anh em. Ok anh em ơi, lên 7 thôi. Đấy anh em thấy không, nhẹ nhàng thôi, bây giờ lên được core nó khác nhá. Đấy, bây giờ lên được core thì vấn đề bây giờ là tìm cái con để hỗ trợ cho con core. Đấy chính là con Grimchok. Rồi, không sao cả anh em, cứ từ từ, từ tốn. Thứ nhất là core lên được 3 sao đã này. Đấy, để tôi dồn lại đồ cho nó đã. Chúng ta đã xong bước 1 rồi nha anh em nhá. Bước 1 là xong. Bước 2, form được đội hình ở level 8, Celeji đủ mạnh ở level 8 để có thể chống chọi được với cả các cái đối thủ. Đấy, trong lúc đấy là kiếm thêm những cái con 3 sao nữa. Chúng ta có thể đưa được thêm 2 con nữa lên 3 sao, đấy chính là God of Light và God of War. Đấy, lên được 3 sao rồi thì chúng ta có một hàng toàn 3 sao. Lúc đấy thì sợ một con thằng nào đâu. Thôi đây rồi, huyết trượng rồi còn gì nữa. Không nói nhiều. Món đồ đầu tiên là phải coi như là up lên. Đấy, nhưng mà trời ơi, tôi vẫn chưa có được cái chén thánh anh em ạ. Tôi có khi tôi lại ghép thêm cái găng tay Kira nữa cho máu nó nhiều. Đấy, hút máu cho nó nhiều. Ok. Rồi, đằng nào cũng sẽ phải ghép thôi. Đằng nào cũng sẽ phải ghép anh em ạ. Rồi, tôi sẽ up dần lên 8 thôi. Lên 8 thì một con Grim nữa là xong. Chúng ta sẽ kích hoạt được là 4 God kết hợp với cả 4 đỏ và kẹp một co. Thế là ok rồi. Rồi, để xem nào. Đấy, bọn nó lên. Cứ thằng Assassin nó lên hẳn 10. Cả hai thằng Assassin đều lên 10 anh em ạ. Một thằng chơi 9 xin với một thằng chơi 6 xin. Càng đấy, up cấp đấy là đẩy cấp là kinh đấy. Meta này mà lên 10 ở round 26 là có vẻ quá sớm không? Sớm, sớm quá. Đấy, đấy, thằng này đủ bộ này, ra bom ra máy bay rồi, đủ bộ rồi. Goblin 6 max, Akma này, tiền cũng nhiều luôn. Đang ở level 9, 69 tiền. Ui, nhưng mà tôi có gánh được không? BH có gánh được không? Trông gánh được đấy chứ, gánh được đấy. Gánh được đấy, úi dồi ôi, chơi Assassin hệ bắn trưởng anh em thấy thế nào? Úi dồi. Ui rồi, bò một lia nữa là chết anh em thấy không? Căng chưa? Được đấy anh em ạ, được đấy, được đấy. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Rồi, lên 8 thôi anh em ơi. Lên 8 4 gót đã. Rồi, ok, đấy anh em thấy không? Bây giờ tôi là một cái hàng mà gọi là có 3 con 3 sao rồi. Đấy. Và bây giờ tôi đang top 2. Ui rồi, tuyệt vời anh em ơi. Nhìn kìa, tôi đang đứng ở top 2. Top 2 từ trên xuống ấy nhá, không phải từ dưới lên đâu. Đấy. Và có thằng nó up 9 nữa kìa, đi luôn em thấy không? Up 9 hết tiền đi luôn. Đấy, đi sớm không? Thực ra thì cũng không sớm bởi vì đây nó là round 27 rồi, nhưng mà nói chung ấy là meta này chỉ up cấp sớm chỉ có súng hố thôi anh em ạ. Roll ở level thấp tuyệt vời luôn. Dư máu quá tốt. Này, cho cái level 10 nhá. Assassin 4 gấu rồi nhá. Đại chiến Assassin này anh em ơi. Ở đây có phải là Naruto không? Cái con Soulbreaker tôi phải Naruto không? Úi rồi anh em nhìn quả lia vừa rồi không? Rồi ôi anh em thấy không? Đại chiến lằng lá đấy rồi anh em ơi. Quả Naruto lia cái phi tiêu. Một phi tiêu trúng 10 đích. Quả lia. Một phát chết luôn. Hết luôn anh em ạ. 11.000 đam. Trời.
Đây đúng là Naruto rồi. Naruto đây rồi, đâu Itachi đâu, Sasuke đâu, ra đây Uchiha đâu. Đại chiến làng lá chiến với cả Akatsuki à? À đúng không? Akatsuki đúng không? Ok để xem nào. Không mà căng đấy anh em ạ. Chơi assassin một bọn kia thì nó là chơi đâu kiểu assassin vật lý đúng không? Chơi chuyên cắt cổ này. Cầm dao như là ám sát, cầm kiếm như là chém, nhưng mà tôi thì không nhá anh em nhá. Tôi thì là chơi hệ nhẫn thuật. Đấy. Phân thân chi thuật à? Không, không, không có phân thân. Trận này không có phân thân. Và đây nó là cái gì chi thuật thì anh em, tôi hỏi anh em vậy. Chứ cái này tôi cũng không dành lắm. Nhưng mà nói chung là nếu mà anh em thấy một cái tên nó hay thì đặt hộ tôi nhá. Em comment anh em đặt hộ tôi một cái tên thật là hay. Liên quan đến cái phi tiêu này đúng không? Một phi tiêu bát, bây giờ tôi tạm thời tôi không biết gì. Tôi cứ nói là một phi tiêu trúng 10 con nhặng này. Ôi tôi chết mẹ rồi. Vừa mới cười cười một tí. Class 6 Glacier. 6 Glacier Clyde. Ồ. Càng đấy bạn ơi. Không có đam đánh bọn Clyde. Phi tiêu và đam ma pháp anh em ạ. À. Lém vào Clyde này không xin nhê, không mất máu. Nên làm nào nhỉ? Khó nhỉ? Cái trận này ngán nhất là cái bọn Clyde. Mấy cái thằng kỵ sĩ thánh chiến coi như là đập full đồ thủ thì tôi chịu rồi. Khá là ngán đấy. Còn nếu mà ngon nhá, ngon nghẻ nhá là chúng ta sẽ phải mượn dao giết người. Đấy, kế ly gián anh hiểu không? Tí nữa cho mấy thằng Goblin xanh. Đấy, mấy thằng Goblin xanh đấm bọn Clyde đi. Cứ ca lông 2 sao mà dã thôi. 2 ca lông 2 sao 3 tia mà dã thôi là Clyde thế nào nó cũng chết. Đấy, Clyde đi bây giờ còn có 7 máu thôi thì tôi nghĩ là có hai thằng Clyde. Ui ơi, gấu assassin 2 sao đúng không? Được đấy bạn ơi. 9 assassin. À thằng này chưa 9 assassin nữa. Gặp ngay làng âm thanh ở đây anh em ạ. 9 assassin kẹp Uchiha Sasuke. Lém ú rồi, Uchiha Sasuke nó lé về nó rồi. Nó tung skill lé luôn ủng kinh ấy. Ui 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 đúng không? Naruto. Trời ơi, Naruto cho một phát phi tiêu vào giữa mặt Sasuke. Sasuke hấp hoải. Còn 3 máu. Chết rồi, sắp chết rồi đấy, hấp hối lắm rồi. Quả này Sasuke là cần phải có như là cái gì? Thuật hồi sinh à? Thuật hồi sinh là tên là gì nhá anh em nhá? Anh em là fan của Naruto có thể cho tôi biết được không? Comment phía dưới video nhá anh em nhá. Tôi không biết. Tôi cũng là gọi là xem đấy. Tôi cũng xem mà tôi không coi như là tìm hiểu sâu. Đấy, có thích Naruto mà xem hết phần 1 thôi. À, từ cái phần 2 trở đi là tôi cũng không xem. Không rõ là cái thuật mà hồi sinh thì nó tên là gì nhỉ? Mà anh em thấy không? Đỉnh cao ấy chứ. Đỉnh cao ấy chứ. Cái thằng kia level 10 anh em nhá. Thằng 9 assassin level 10 rồi. Kẹp Kira rồi đấy. Kẹp Kira 9 assassin. Gấu assassin 2 sao. Mà anh em nhìn thấy kìa. Sắp đi. Cái tội đẩy cấp sớm anh em ạ. Đẩy lên 10 sớm. Không ăn thua, meta này không ăn thua anh em ơi. Hyperon mạnh lắm. Đây rồi, ui dồi, chén thánh rồi. Đấy, tôi chơi có một tiền mà tôi đấm nó như con luôn. Naruto uy tín thật sự. Giống Naruto phết đấy nhờ, mặc bộ quần áo vàng giống phết đấy. Rồi, đây là tôi vẫn còn đang 47 máu nha anh em nhá. Chưa thèm kẹp là coi như là 4 đỏ, à 66 đỏ đâu. Đấy, bây giờ trên cái con đường này là chúng ta sẽ kiếm 6 đỏ level 9 thôi. Anh em nhá, lại dừng lại ở 9 rôn thôi, không cần lên 10 vội. Đấy, chúng ta chơi nó xác định phong cách nó rất là rõ ràng rồi. Đấy, định hình phong cách ngay từ đầu. Chơi như nào là chúng ta đều rất là rõ ràng rồi. Không, chiến thuật là không bao giờ là đề ra xong rồi là không làm theo nhá anh em nhá. Đấy, đã bảo rôn ở 5 là rôn ở 5. Rôn ở 6 là rôn ở 6. Đấy, rôn cho đến khi nào ra được co thì mới là coi như là up top tiếp. Là phải chơi như thế. Không có chuyện là rửa trường ra lại thấy là yếu đuối lại bắt đầu up. Không nhá anh em nhá. Đề ra chiến thuật là bắt buộc làm theo. Một khi mà đã đúng thì rồi anh em nhìn này, cái thằng này to chưa? Thằng này full 2 sao nhá, Goblin nhá, hai con bom anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy không? Ăn ngay. Ăn ngay. Thấy không? Đây là con chưa có 6 đỏ đâu nhá anh em nhá. Vẫn 4 đỏ đấy. Nhưng mà làm sao? Full 3 sao anh em ạ. Cái kiểu cái tầm mà full 3 sao co thì nó uy tín lắm.
Rồi, roam tiếp, không có nhiều. Rồi. Đấy, tôi chỉ roam ở đây thôi, tôi không có áp cấp nha anh em nhá. Lên 10 nó còn rất xa. Round 32 vẫn chưa. Round 35 chưa. 36 lên 10 là vừa. Đấy, không có nhiều. Cứ từ từ, từ tốn anh em, bọn nó cứ lên 10 sớm làm gì đâu. Chúng ta có một cái lợi thế khi mà chúng ta không lên 10 sớm. Đấy là cứ mỗi round ấy chúng ta lại được thêm cộng thêm 2 điểm kinh nghiệm. Những cái thằng up 10 sớm từ round 26 thì từ round 26 đến round 32 ấy là nó mắc cái điểm kinh nghiệm rồi, nó đâu có được tăng nữa đâu, đúng không? Tôi là thực ra là mỗi round tôi được cộng thêm 2 tiền đấy. Đấy. Cứ cái điểm kinh nghiệm đấy nó quy ra tiền thôi anh em. Đấy không? Đây, 9 assassin này. Đấy, 9 assassin với chúng tôi này. Úi giời, thằng này thì đen hơn. Thằng này thì không ra được gấu assassin 2 sao, dồn đồ cho cáo. Nhưng mà úi giời, có đi luôn không? 18 máu. Úi giời ơi anh em ơi, 18 máu đi luôn. Rồi xong. Đấy. Hai cái thằng mà nó up cấp lên level sớm, level 10 sớm y như rằng. Đấy rồi. Đập trứng luôn cho God of War. Chơi luôn, không vấn đề. Tôi đâu cần là phải kiếm con rớt đâu. Tôi đâu cần là phải kiếm con khan đâu, đúng không? Đấy, tôi chơi luôn bọn này luôn. Đấy, có gì đâu. Đã mất công luôn rồi, chơi luôn. Cần gì có 5 đô. Mà tôi nói thật, đừng có mong đợi vào cái co 5 đô trong cái meta này anh em ạ. Con khan ấy nó lên 2 sao ấy nó khó vai cả đài luôn, mặc dù là chỉ cần có 2 con. Đừng có nói đến cái con rớt. Con rớt nó cần 3 con 5 đô cơ. Không bao giờ anh em ơi, không ra đâu. Đừng có chơi. Đây này, anh em thấy không? Thằng này nhá. Này, nhìn này, thấy không? Máy bay nhá, 2 con bom 2 sao rồi nhá. Cà lông của nhá, máy bay 2 sao rồi nhá. Đấy, em thấy không? Như tôi gặp tôi như con luôn. Đấy, sáu đỏ rồi. Ui giời ơi, bạn ơi. Tôi sáu đỏ rồi bạn ơi. Vừa lấy 4 đỏ không ăn được, bây giờ 6 đỏ bị đầy nhiều máu luôn bạn ơi. Ui, có đi luôn không? 16 máu. Ui 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 16 máu đi luôn. Anh em thấy chưa? Bây giờ tôi là 3 sao, tôi đẩy cho thì thôi rồi luôn. 3 sao đẩy anh em ạ. Căng lắm. Đấy, bây giờ có cái blink cho con Grim. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Đồ đẹp quá. Giờ mới có cái giáp xoay nữa thì ôi xời. Tuyệt vời anh em ạ. Giáp xoay cuối thôi xong. Đây rồi. Ghép được cái chống hồi máu cũng ok. Đồ ngon quá nhỉ. Giáp da bò được không? Giáp da bò ok chứ. Lấy cái giáp da bò ghép cái giáp xương cũng được. Được đấy. Mà thôi để từ từ đã anh em. Vẫn còn có cơ hội để chúng ta sống sót. Để kiếm thêm những cái món đồ mới. Thằng Achan nó sắp chết rồi. Đấy, thằng này to hơn cái thằng Goblin kia nhá anh em nhá. Ui, cá lông 3 sao á, vãi đái. Thế thì khó quá các bạn ơi. Cá lông 3 sao khó quá bạn ơi. Không được rồi. Ui, rồi, đây là lấy súng tiểu liên ra đánh nhau với cả Linza thì làm sao mà đỡ được. Linza cầm phi tiêu đánh nhau với cả súng đại bác à, súng tiểu liên à. Thế thì khó rồi anh em ơi. Trận này khó. Top 2. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng nha anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng, tôi ăn được thằng đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức anh em ạ. Trông khó quá nhờ. Top 1 xanh quá. Cá lông 3 anh em ạ. Nó khác với cả trận đấu ngày hôm qua là cá lông mới chỉ có 2 sao thôi. Trận này cá lông 3 sao. À, thậm chí là tôi thấy là nó còn có cái con mấy cái con mà máy bay ấy, là trận hôm qua là nó không có, trận hôm nay nó có cả máy bay luôn. Chính vì thế là nó vứt được quy giạt ra. Đấy, nên là cái bộ Goblin của nó là gọi là mắc binh ở đấy. Nó gọi là mắc binh ở đấy anh em ạ. Đấy, khó lắm. Cá lông 3 sao khó thật sự. Bây giờ tôi đang lấy một cái con 1 tiền 3 sao để đấm với một cái con 5 đô à sao. Đây rồi, giáp xoay phải có anh em nhá, phải có 5 đô à sao luôn. Ơ kìa, sao nó lại kẹp quy giạt vào nhỉ? À không, nó chỉ cho một con này thôi. Chắc để tăng mana. Sợ thật sự. Rồi. Xuống tiếp nào. Đưa con lava Saman lên 3 sao thôi. Lên lốt con lava đã anh em nhá. Lên lốt con lava đã.
Không vội, không vội, không vội, không vội. Còn 39 máu cơ, từ từ đã, bình tĩnh. Vấn đề là có hai cái blink. Căng đấy. Thằng này là có hai blink. Cái con nếu mà có một blink ấy thì counter nó sẽ dễ hơn, nhưng mà nó có hai cái blink cho hai con. Ơ, 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 u, 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 làm nào? Làm nào? Làm sao? Làm sao? Làm sao con mẹ mày? Úi giời ơi, ăn luôn này. Úi giời ơi anh em ơi. Úi giời. Sasuke, à quên, Naruto. Naruto, đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh. Được. Mình tính chơi ở level 9 đấy nhá, chưa lên 10 đâu. Chưa có best omen đâu anh em nhá. Ui ôi, nó kẹp Kira vào rồi anh em ơi. Thôi xong rồi. Kẹp Kira vào rồi. Quả này hơi toang đấy. Nó kiếm được ra con Velomancer rồi. Ăn nổi không nhờ? Vừa nãy là Kalong không có Kira, nhưng bây giờ Kalong có Kira ra thì nó khác. Đây là nó gọi là... là cái gì? À thằng này chưa có Kira, thằng này không có đồ Kira, hay quá. Được quá nhờ. Con này không có đồ Kira, thế thì vẫn ăn được, vẫn có cơ hội ăn. Vẫn có cơ hội ăn bạn ơi. Vẫn có cơ hội ăn bạn ơi. Vẫn có cơ hội ăn. Ồ. Ồ, ui không được rồi, không được. Nó lắm 3 sao quá anh em ạ. Nó ngoài cái con 5 đô 3 sao ra thì những cái con còn lại của nó cũng 3 sao ấy. Cái vấn đề là thế. Thì nó có khắc quái với tôi đâu. Thì tôi cũng toàn là mấy cái con 3 sao mà. Mấy con 1 tiền 3 sao mà anh em. Đấy, nó có khác gì đâu. Thế như này. Thôi không chơi khan anh em nhá. Không chơi khan, không chơi khan. Bây giờ lên 10 là kẹp vào là 4 gót vào. 4 gót roll load cái con God Apply lên 3 sao xong chơi chơi luôn, chói vào. Chói chẳng may trúng được con Kalong thì vẫn ăn được. Thằng này nó lắm 3 sao quá anh em ạ. Đấy nó còn bom, hai con bom 2 sao. Máy bay 2 sao, Kalong 3 sao, chịu khó anh em ơi. Ơ ơ ơ, khó nào? Khó như nào cơ? Khó như nào cơ? Ồ. Không khó, dễ mà. Đơn giản có gì đâu. Tạo tí kịch tính cho game nó hấp dẫn thôi. Đạo diễn mà anh em, đạo diễn tuần cơm. Bình tĩnh anh em nhá. Đây như này được không? Best Omen vào ngon hơn chứ. Lên 10 này chắc chắn là khỏe hơn rồi. Ok. Để xem thằng nào mới là cái thằng khỏe. Bom 3 luôn. Được bạn ơi, máy bay 3 luôn. Thế thì hơi sợ. Vãi đái thật. Coi như là full 3 sao luôn. Cướp máy bay. Ồ. Thằng này đứng chơi coi như nhuộm vàm Goblin luôn à. Nó kẹp thêm Warlock. Nó up xong nó kẹp thêm Warlock vào anh em ạ. Ui nó khỏe quá rồi. Máy bay 3 này đích có đủ đam. Khỏe quá anh em ạ. Không ổn, 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 không ổn. Không ổn, không ổn. Khó nhờ. Bad Omen có lên nuôi không nhỉ? Thực ra nếu mà chơi 6 đỏ thì cái việc đổi máu của nó vẫn là có lợi thế hơn so với cả cái việc là chơi mà không có Bad Omen. Chúng ta có một cái lượng máu nhiều. Đợi chút đi, đợi cho máu tụt hẳn xuống dưới đi. Anh em ạ. Máu bây giờ nó còn nhiều ấy, còn 26 máu là vẫn nhiều. Tụt xuống dưới 10 máu thì chắc chắn là cái bộ đỏ này nó sẽ rất nhiều máu để nó có thể coi như là chơi ngang kèo đổi máu được. Nó đốt nó đổi máu luôn. Đốt đổi máu này là ngon hơn. Đấy, đây rồi, có cái giáp cuối rồi, giáp xương. Mà chơi 6 đỏ mà không có cái Bad Omen thì rõ ràng là yếu hơn rồi. 6 đỏ thực ra là cần đam, cần rất nhiều đam. Với một con co chính thôi thì chúng ta chỉ có một cái con gây đam thôi thì cần phải bổ sung thêm. Cái lượng đam đến từ cái việc đốt của cái con Bad Omen này chính xác. Không thể bỏ được. Đây rồi. Ok, thế bây giờ bỏ con heo đi à? Bỏ con gì đi nhở? Bỏ heo rồi chứ. Bỏ Storm Shaman? Không. Bỏ heo thôi anh em ạ. Ok. Con heo thì nó cũng sẽ chết sớm thôi. Nó cũng đẻ được một con đấy mà. Chúng ta cần là gì? Cần bộ Shaman. Đấy. Cần là cần Warrior. Tăng cơ.
Ủa chết rồi, tôi bị kẹp ở giữa này. Được không? Đấy, Wario tăng khỏe mà. Ui nhưng mà sao round này có vẻ mất nhiều máu không? Phải không? Ui cái bom nó vẫn sống chưa? Vừa xong rồi, đéo được rồi. Ui đừng đừng. Ui một máu. Vẫn còn cơ hội. Round cuối. Bây giờ đưa lốt cái con God of Light lên 3 thôi chứ còn làm gì đâu. Hay là bỏ con Battleman ra nhở? Tôi đang phân vân lắm, không biết là có nên bỏ ra thay lại heo vào không đây. Hay là mình thêm lại heo vào nhở? Đốt máu đấy, tôi vẫn đang kiểu như là chưa biết là đốt máu đấy liệu rằng nó có lợi thế không. Rồi chết rồi, nó kẹp đắt 2 rồi. Không ổn rồi. Cho đắt 2 vào thì khó quá. Nó counter cái bộ đỏ này. Đấy, con đắt này nó đốt thì đỏ nó mất nhiều máu lắm. Nói chung là cái tầm này ấy, nó là Uchiha Naruto đấm nhau với cả bọn Avenger rồi. Làm sao mà ăn được đây? Cái bọn này nó là có người sắt, có trang bị tận răng rồi. Rồi, top 2. Cũng được rồi anh em. Thế là được rồi. Trận này hài phết nhờ anh em nhờ. Giải trí cao. Đấy, anh em thấy không? Giải trí cao. Được đấy. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem. Vẫn là có một tiền anh em nhá. Nhưng mà là tên nửa siêu thanh anh em nhá. Tên nửa siêu thanh này nó sẽ mạnh hơn là ném phi tiêu, tôi nghĩ là như thế. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, ảo ảnh một tiền làm co rất là hay luôn nếu anh em chưa xem. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.